Đây, xưng lên nuôi vẹt nha các bạn. Đây, cho nó ăn nguyên một quả bắp luôn. Rất hay nha các bạn. Con này ăn gớm lắm, phá gớm lắm. Có cái thứ những thứ này cho nó phá với lại nó ăn thì nó mới chịu được chứ không nó buồn lắm. Nó có mum mum rồi, cái loại này ăn rất là lạ nhá. Mum 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 ra rồi ăn. Xù lông xù lá rồi. Nuôi về rất là dễ nha các bạn. Đây, coi cho nó ăn nó phá này đây mà nó mới chịu được, không nó không chịu nổi đâu. Để không ạ? Bạn nào nhu cầu có liên hệ mình nhé các bạn.